Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về một cái ứng dụng của xứ lạnh trong thực tế. Ở trong cái ứng dụng này thì các bạn có thể hình dung được là mình đang xử lý cái mặt đồng hồ này. Chúng ta có thể ứng dụng trong những cái hệ thống cũ, những cái hệ thống mà chúng ta rất là khó hay thế, giống như là hệ thống đo áp suất của các máy này, hệ thống trong khí gas. Đây là cái hệ thống, đây là cái đồng hồ trong cái hệ thống gas. Các bạn biết là để mà thay thế cái mặt đồng hồ này rất là khó, phải dùng hot gas và phải đợi nó một khoảng thời gian mới thay thế được. Cho nên đó là bây giờ một điều quan trọng đó là cái chi phí rất là cao, cho nên là bây giờ chúng ta mới ứng dụng cái công nghệ xử lý ảnh vào để chúng ta xử lý cái hình ảnh của mặt đồng hồ này. Mục tiêu của mình là xác định được cái vị trí cây kim để mình biết được cái giá trị hiện tại của cái bồn đó, nhiên liệu còn bao nhiêu phần trăm sắp hết hay chưa, để mình điều cái xe tới nó bơm vào, tại vì cái nhà máy họ dùng liên tục nha. Thì mục tiêu của cái chủ đầu tư này là họ sẽ là gì, họ bán gas mà, họ xây dựng hệ thống này và họ bán gas cho khách hàng. Thì ở trong cái ứng dụng xử lý ảnh này, mình ứng dụng cái ao bình CV để mình xử lý mà xác định vị trí cây kim. Các bạn thấy như trên cái nền xanh xanh đó, trên lá cây đó go ok đó, thì mình đã chia nó ra 360 độ và mình xác định cái vị trí cây kim trong 360 độ đó. Rồi sau đó mình sẽ quy đổi nó về cái giá trị tương ứng trên cái giá trị màn hình. Thì sau khi mình có được cái giá trị rồi, mình sẽ gửi về server, nha. Đồng thời mình đính kèm thêm cái hình nữa để cho người ta có thể tham chiếu. Thì đồng thời thì có một cái phần mềm và nó viết trên web á, để người ta biết được những cái thông số thực tế của cái bồn gas này. Thì sau khi mà mình vận hành, mình chạy thử trên cái con rap trên máy tính của mình ok rồi, mình sẽ chuyển sang Raspberry, tại vì cái này là code bằng Python. Mình chuyển sang Raspberry và mình tất nhiên Raspberry cái đáp ứng nó cũng B4 đã đáp ứng cũng tương đối được ok rồi, mình cũng đã thử nghiệm rồi. Hiện tại mình đang chạy trên cái Windows để mình thử nghiệm các thông số này. Các bạn thấy là mình đang chỉnh sáng đó, tại vì ở trong cái môi trường của mình đây là môi trường văn phòng, thì ban đêm cho nên ánh sáng nó không tương đối, mình chỉnh cái đèn. Còn thực tế bên ngoài thì nó sẽ có cái ánh sáng là đủ. Và đồng thời đối với ban đêm thì mình sẽ có một cái hệ chiếu sáng ban đêm, có cái hệ gọi là khi nào có cái cơ cấu, khi nào cần đo thì mình sẽ bật đèn lên để mình đo. Và thực tiễn không thể nào mình đo trực tiếp 100% được, tại vì dữ liệu nó rất là nhiều, cho nên là mình khi nào cần đo mình thiết lập thông số đo, có một cái phần mềm cho mình thiết lập thông số đo. Khi nào cần yêu cầu đo thì mình có thể mình thiết lập 5 phút, 7 phút hay 10 phút gì đó. Sau khi mình đo xong nó có giá trị để gửi về. Đó. Và đặc biệt là cái mặt đồng hồ này nó không được phép che kín lại, tại vì để cho công nhân vận hành nó có thể xem được á. Cho nên thì mình sẽ thiết kế một cái hệ thống quan trắc bên dưới không dây để cho họ nhìn cái thông số màn hình này. Thì mình sẽ truyền cái thông số màn hình này thông qua cái dây sợi cáp hoặc là một cái giao thức gì đó để nhà máy họ quyết định. Thì đối với Raspberry thì ở trong chắc chắn là ở trong hệ bình gas này nó không có wifi gì hết rồi, thì chúng ta phải sử dụng cái sim 4G. Ở đây mình dùng sim 7600, mình sẽ kết nối với Raspberry để mình truyền dữ liệu về server của mình. Mình truyền dữ liệu về server người ta thông qua API, tất cả cái thao tác API là mình đã test trước đây rồi. Bây giờ đó thì bây giờ chỉ xử lý cái này thôi. Thì thực tiễn chúng ta có thể ứng dụng trong một số cái nhà máy mà cái máy đời cũ rồi đó. Cái máy là cũ lâu đời rồi, nó không có thể nào cái việc mà thay đổi thế một cái van áp suất nó rất là khó. Nhìn đối với những cái van áp suất điện tử bây giờ thì nó có thể cho phép mình là có xuất dữ liệu trực tiếp ra được rồi, thông qua thông qua RF45 hay là một số cái yếu tố khác đó về cái tủ trung tâm, mà tại vì cái hệ thống này nó là xây dựng từ lâu mà nó không có tính cải tạo được, cho nên mình mới dùng cách này đó. Và với lại cách này chi phí nó cũng vừa phải các bạn đó, mình đã làm cái bộ giấc này cũng chi phí vừa phải, rất là cạnh tranh chi phí so với cái chi phí mà chúng ta đầu tư một cái đồng hồ này, nó bằng rẻ một cái đồng hồ này. Đó là cái dự án mình làm cho cái ngành gas các bạn ha. Đó thì tất nhiên thì sau này đối với những cái bộ mà nó có cái tín hiệu dữ liệu ok thì mình sẽ có một cái phần cứng để mình đọc cái tín hiệu đó. Thông thường đa số những cảm biến gas này nó sẽ kết nối thông qua cái cảm biến là 420 mA, từ cảm biến đó mình chỉ quy chuẩn ra những cái giá trị thực tế trên cái màn hình đó. Đã giới thiệu các bạn về một trong những ứng dụng rất tuyệt vời của xử lý ảnh nha. Đó. Rồi xin chào các bạn. Bây giờ các bạn coi mình lúc mình hiệu chỉnh thông số nha. Mình coi bằng nhìn clip hiệu chỉnh nha. Đó. Đó mình đang chỉnh, mình hiệu chỉnh đó. Thì bây giờ sau khi chỉnh ok rồi mình sẽ đưa Raspberry, tại vì sau này thực tế thì nó sẽ cố định rồi, chúng ta không cần chỉnh nữa. Tại vì đây là có cái nhiều khi mình chỉnh một cái góc độ thay đổi đó. Thì nó đó. Rồi xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn các clip tiếp theo. Các bạn cứ xem kết quả của cái này nha. Chân anh đi về chẳng còn ai mong, được sống mãi ba năm dòng để giờ nghe tiếng em đi theo trong nước mắt hoa tiếng đau người đánh sao, bao ngày trong mong ngóng đợi giờ.
đêm dài anh thao thức, để nỗi đau vương lại giờ tim này đau nhất. Lời ngọt ngào người từng trao như những chất độc không màu, thấm vào máu sâu vào não chỉ chết tế bào sẽ không đau. Mong hoa sinh ngày xưa vì người đã đi mà lụy tàn, trời xanh khéo đèn mây mưa như tiếc tình mình đã ly tan.